Hello, Đam Mê Câu Cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mồi chiên câu cá trôi chép, chấm và rô phi nha các bạn. Một gói mồi như thế này là 1 kg mồi. Đó, 1 kg mồi sẽ có giá là từ 70 đến 80 ngàn 1 kg. Và cái này các bạn đem về mua về nhà trộn á, chứ còn trộn với lại bánh sô la dâu, nước xì tinh dâu và lòng đỏ của trứng vịt là các bạn câu liền nha. Cho thêm một ít nước tại điểm câu vô nữa. Như vậy là câu thôi các bạn. 1 kg mồi các bạn mà đặt hàng mình á, 1 kg mồi các bạn sẽ được tặng một cái lăng xê. Đây là một cái lăng xê nha các bạn. Lăng xê có 6 lưỡi. Đây là lưỡi câu số 11. Đó, lăng xê to như thế này luôn nè. Đó, sẽ được tặng một cái lăng xê nha các bạn. Đó, các bạn nào mà mua 2 kg, mua 2 kg thì sẽ được giảm giá nha các bạn. 2 kg ví dụ là 1 kg 80, 2 kg 160, nhưng mà các bạn mua 2 kg luôn một lượt thì sẽ được giảm giá là 150 ngàn và sẽ được tặng hai cái lăng xê như thế này nha các bạn. Đó, đây là cái mồi mới của mình, và mình cũng đã test lên cá trôi chép, rô phi, mè dinh nha các bạn. Đó, thì các bạn ai mà yêu thích cái sản phẩm này của mình á thì đặt hàng bên mình và để lại comment ở dưới phần mô tả họ và tên, địa chỉ và số điện thoại. Mình sẽ trả lời bằng cách là ok, thì lúc đó là mình sẽ bắt đầu gửi hàng cho các bạn, tùy thuộc theo xa gần, và đặc biệt là mình sẽ không có bao ship nha các bạn. Đó, chỉ có bạn mua 2 kg mà giảm giá và tặng thêm lăng xê. Đó, 2 kg là 150, tặng 2 cái lăng xê như thế này nha các bạn. Đó, đây là 1 kg mồi để đành anh ta câu đơn đài, lăng xê hoặc là câu lục. Các bạn nào mà câu lục thì các bạn ủ từ 5 ngày đến 1 tuần cho mồi ta nó chua lên rồi câu, như vậy thôi. Còn các bạn mà câu lăng xê, câu cá trôi chép thì đó, cứ trộn nước xì tinh dâu, bánh sô la dâu, lòng đỏ của trứng vịt hoặc là trứng gà và câu liền nha các bạn. Có thể cho thêm ít bơ Tường An vô nữa xong rồi câu, hoặc là sữa Nuti dâu hoặc là sữa chua thì thích các bạn. Đó, mùa này là để dành cho ta câu cá trôi chép trộn câu liền, hoặc các bạn muốn câu cá trôi nhiều thì các bạn ủ qua từ 1 đến 2 ngày sau đó các bạn đem đi câu nha các bạn. Lúc đó sẽ bạn có lên được cá trôi nhiều. Đó, còn muốn câu cá trôi chép, cá trôi chép nhiều thì các bạn trộn vào các bạn câu liền, giống như mình đã hướng dẫn vừa rồi nha các bạn. Đó, thì mình cũng đã nói rồi, 1 kg mồi giá 80, 2 kg là 160. Bạn mua 2 kg sẽ được giảm giá là còn 150 ngàn, sẽ được tặng hai cái lăng xê như thế này nha các bạn. Đó, hôm nay là cái video ngắn mình giới thiệu với các bạn cái sản phẩm mồi câu cá này. Ai có yêu thích thì vui thích sản phẩm này của mình thì nhớ để lại họ, tên, địa chỉ và số điện thoại ở dưới trong phần mô tả để đặt hàng, để trải nghiệm thử cái bài mồi này của mình, xem thử coi nó có hiệu quả không nha các bạn. Rồi, ok, video của mình hôm nay nó tới đây thôi. Các bạn nào yêu thích cái video này hãy nhớ cho một like và đừng quên chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.